Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các thiết bị audio là những chiếc âm ly đời nông vừa cập nhật tại shop. Đây là những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn trực tiếp từ Nhật chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Tiến Dũng xin giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn. Ngoài ra, Tiến Dũng cũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa sạc Winrega hàng Mỹ Bass 40, các dòng loa bầu cũng như là equalizer và đầu giải mã DC. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Quý vị cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio tuyển chọn được cập nhật liên tục. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là những chiếc âm ly đời nông 2035 mã, 1500R2 là mã. Đây là những sản phẩm dòng Super Audio được sản xuất vào những năm khoảng 2000 của thương hiệu đời nông lừng danh. Đời nông 1525 mã, chúng ta đọc đầy đủ là PMA 1500R2 mã. Quý vị và các bạn đều biết là các dòng âm ly của thương hiệu đời nông được bắt đầu từ chữ PMA là có giá trị nhất về các sản phẩm nghe nhạc. Các dòng như là đời nông AVR là để xem phim thì giá trị của nó sẽ rất rẻ, có thể là rẻ hơn rất nhiều. Cái dòng đời nông PMA 1500R2 mã với thiết kế mặt phay nhôm màu hong vàng, vàng chanh rất đẹp, sang ngang 43cm. Máy này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Đà Nông. Với các dòng sò MOSFET thì quý vị và các bạn sẽ hình dung nó sẽ mạnh hơn các dòng sò thông thường khoảng gấp đôi hoặc gấp 3. MOSFET hiệu ứng trường mối nối sẽ cho quý vị và các bạn một trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ hơn, chi tiết hơn và rõ nét hơn. Các dòng Đà Nông PMA 1500 thì Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 13 triệu. Tất cả bao zin, bao đúng hàng Nhật xịn chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Thì Dũng đang phối ghép với cặp loa sạc Winrega Bass 40cm. Chúng ta chơi rất thoải mái. Chiếc này điện 100V, công suất nguồn là 250W. Quý vị đang nghe được âm thanh của sạc Winrega model RE30 8. Đánh rất thoải mái. Ở đây tôi chỉ nhích volume lên một chút thôi, rất mạnh. 13 triệu cho chiếc đàn ông PMA 1500R2 mã, tình trạng tuyệt đẹp, bao zin, bao xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía dưới này là đàn ông PMA 2035 mã. Đây cũng là một dòng super audio cao cấp của thương hiệu đàn ông, sản xuất tại Nhật vào khoảng những năm 2000. Chiếc này sang ngang 43cm, chiều cao khoảng 18cm và trọng lượng khoảng 23kg. Đây là một chiếc rất đáng chơi của thương hiệu đời nông, phân khúc giá dưới 20. Tất cả bao zin với bản, máy sử dụng 4 sò MOSFET, 2 MOS, hiệu ứng trường mối nối. Mức giá của chiếc này là 19, sử dụng bao zin, bao đúng hàng xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía trên này chúng ta đang nghe âm thanh của chiếc đầu giải mã DC, chúng ta gọi là đầu đắc thương hiệu Tobin model DX3 Pro Plus. Chúng ta đọc là DX3 Pro Cộng. Chiếc này giải mã 32 bit và lên đến DSD 52. Máy đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Thiết bị này chúng ta có thể kết nối với TV thông qua cổng Optical, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth, kết nối với máy tính hoặc điện thoại OTG thông qua cáp USB. Máy này xuất ra ở hai jack RCA left right. Với chiếc này có tới 2 cổng Coaxial đồng trục. Chúng ta có thể kết nối với đầu CD vào đây. Âm thanh sẽ rõ nét hơn rất nhiều so với các đầu CD phổ thông, bình dân. Chiếc Tobin DX3 Pro cộng mức giá 5 triệu. Đây là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Bình dân hơn thì phía bên đây Tiến Dũng đang có chiếc Fio K5 Pro. Fio K5 Pro, chiếc này giải mã 32 bit, kết nối TV, điện thoại, máy tính. Chiếc này không có cổng Bluetooth, quý vị lưu ý. Với những anh em chỉ muốn chơi từ TV hoặc từ máy tính hoặc là chơi nhạc chất lượng cao 32 bit thông qua cáp OTG thì chúng ta sử dụng chiếc này. Mức giá chỉ 4 triệu. 4 triệu cho chiếc Fio K5 Pro bảo hành chính hãng 12 tháng. Hai chiếc này thì Dũng đánh giá âm thanh là bằng nhau. Với chiếc Tobin DX3 Pro có Bluetooth, còn chiếc này thì không. Anh em chơi trực tiếp từ trên TV xuống thì chỉ cần Fio K5 Pro là rất hay rồi, mức giá 4 triệu. Ngoài ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn hiện nay là đại lý chính thức của các đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao.
Những chiếc đầu DAC này tất cả đều là 32 bit nhạc chất lượng cao, chuẩn Hi-Res Audio. Tất cả đều là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng. Các sản phẩm này có mức giá dao động từ 4 triệu cho đến trên 20 triệu một cái. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm chi tiết về các sản phẩm này. Đây là những chiếc đầu giảm mã DC sẽ giúp cho dàn âm thanh của chúng ta hay hơn rất nhiều, rõ nét hơn rất nhiều và đặc biệt âm thanh của nó cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phía bên đây là hai cặp loa Bose thì Dũng xin giới thiệu nhanh đến quý vị và các bạn, đó là 3-1 Series 3 của thương hiệu Bose, một bát 20 và hai loa chép giấy loại 8cm. Cặp loa bán chạy nhất của thương hiệu Bose mọi thời đại, âm thanh rõ nét, chúng ta có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc và có thể kết hợp để hát karaoke. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho các không gian tầm 30m² đổ lại. Mức giá 13,5 triệu. Phía dưới này là một cặp loa nữa của thương hiệu Bose, đó là 301 AV Monitor. Mẫu loa này có cấu hình tương tự như là 301 Series 3, một bát 20 và hai loa chép giấy loại 8cm. Bộ lọc được trang bị đến 3 bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. 301 AV Monitor, dòng loa kiểm âm cao cấp của thương hiệu Bose. Anh em thường gọi đây là dòng loa Bose chỉ đỏ. Phía mặt trước nó có một cái đường sọc màu đỏ. 15.500.000 cho mẫu loa Bose 301 AV Monitor. Với các sản phẩm hàng bãi second hand thì Dũng sẽ bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Các sản phẩm hàng mới thì Dũng bảo hành chính hãng. Quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt thì Dũng bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc anh em sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của những cặp loa kiểu như 301 thế này khoảng 200.000 tùy theo xa gần. Phía bên đây là một cặp loa thì Dũng đang có chương trình sale giảm giá. Đó là Sequin Vega Modern RE38. RE38 sử dụng một bát 40cm, màng giấy gần mút, một loa mic đến 16cm và một loa chép kèn. Còn thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng simili màu xám đá, có các đường sọc vân gỗ ở đây rất đẹp. Tất cả zin nguyên bản, hàng về từ Mỹ, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Trên này có cầu chì bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Sequin Vega Modern RE38 trở kháng 4 ohm, công suất là 400 W trên một thùng. Rất mạnh mẽ. Kích thước chiều cao ước tính khoảng 95cm. Đây là kích thước ước tính để quý vị và các bạn cân nhắc trong không gian gia đình mình. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho các không gian lớn tầm trên dưới 50m², anh em chơi là vừa. Cặp loa tuyệt đẹp, zin với bạn. Sản phẩm này Tiến Dũng đang có chương trình sale giảm giá, giảm 2 triệu cho sản phẩm này. Mức giá làng thông thường khoảng 30 triệu và Tiến Dũng bán mức giá thông thường là 29 triệu. Trong video này Tiến Dũng sẽ giảm 2 triệu cho sản phẩm này. Mức giá chỉ còn lại 27 triệu. Mức giá rất đặc biệt chỉ có tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tất cả bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, chưa qua sử dụng tại Việt Nam, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía dưới này là những chiếc equalizer. Equalizer của thương hiệu Victor. Đây là những chiếc equalizer có thể nói là đáng chơi nhất của thương hiệu này. Nó hoạt động rất ổn định, ít lỗi vặt và âm thanh của nó rõ nét. Độ méo hài của nó rất thấp. Chiếc này với 24 cần chỉnh, mỗi bên 12 cần. Hoạt động tần số từ 16Hz cho đến 32kHz. Xoay ngang 43cm, trưng bày rất đẹp. Chiếc này mức giá 9 triệu một cái. Với rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là nếu như chúng ta đầu tư giữa một chiếc equalizer và một chiếc đầu DAC thì phương án nào tốt hơn? Thông qua đây Tiến Dũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, nếu với hai sản phẩm này chúng ta nhất thiết phải chọn một cái thì đầu DAC sẽ là sự lựa chọn tốt hơn, âm thanh rõ nét hơn và chúng ta sẽ kết nối được với nhiều thiết bị hơn như là TV, máy tính, điện thoại, sử dụng nghe nhạc, hát karaoke. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn vào những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.